không, họ không có giấu giếm cái giọng nói của người Quảng Nam mà lại đưa vào giọng hát, nghe nó có cái gì nó bịn rịn, nó níu kéo. Mọi người nói là đi đào bới những cái nấm mồ cổ âm nhạc của Việt Nam. Ca sĩ Ánh Tuyết, người giữ hồn quê qua tiếng hát, phát sóng vào lúc 20:55 ngày 19 tháng 2 trên kênh VTV8. Mời quý khán giả đón xem. Huda, đậm tình miền Trung, hân hạnh tài trợ chương trình này.